Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Việt Nam là một trong những nước buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới. Tổ chức điều tra môi trường EIA trụ sở tại Anh Quốc hôm 13 tháng 9 ra báo cáo về vai trò ngày càng tăng của các băng nhóm Việt Nam trong hoạt động buôn bán ngà voi. Báo cáo được công bố sau 2 năm tiến hành điều tra một cách bí mật. Các chuyên gia điều tra đã thâm nhập thành công vào một số đường dây buôn bán ngà voi ở Mozambique, Nam Phi, Mã Lai, Lào, Campuchia và Việt Nam. Qua đó họ nắm được chi tiết cách thức hoạt động của các băng nhóm tội phạm, từ việc bọn gian hợp tác buôn bán với nhau ra sao, cho đến cách thức vận chuyển một số động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng khác như tê giác, TT. Khác hẳn với Trung Quốc, nơi đã chấm dứt việc buôn bán ngà voi hợp pháp vào tháng Giêng và đẩy mạnh việc chống buôn bán ngà voi, chính phủ Việt Nam đã không thực hiện nghiêm túc cam kết giải quyết loại tội phạm buôn bán động vật hoang dã và trong thập kỷ vừa qua lại trở thành một trong những nước buôn bán và vận chuyển ngà voi bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Báo cáo của EIA nêu rõ, kể từ năm 2009, có 56 tấn ngà voi đã bị tịch thu tại Việt Nam và thêm 20 tấn có liên quan đến Việt Nam bị tịch thu ở các nước khác. Số ngà voi này tương đương khoảng 11.414 con voi bị lấy ngà vào tháng 8 năm 2015. Hải quan cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã bắt được 3 vụ vận chuyển ngà voi. Vụ thứ nhất gồm 700 kg ngà voi và sừng tê giác trong 2 container được vận chuyển từ Mozambique. Vụ thứ hai là 2,2 tấn ngà voi giấu bên trong các thùng gỗ được gửi từ Nigeria đến Việt Nam. Vụ còn lại là 1 tấn ngà voi và 4 tấn vảy TT được giấu trong một lô đậu được xếp tại cảng Klang của Mã Lai, thưa quý vị. Một điểm tin khác là Việt Nam yêu cầu Facebook hãy hợp tác chặt chẽ với chính quyền. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, gỡ bỏ các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến quốc gia trật tự an toàn xã hội và phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam. Đề nghị của Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong cuộc họp với ông Simon Milner là Phó Chủ tịch về Chính sách Công tại Châu Á-Thái Bình Dương của Facebook bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN vào chiều 13 tháng 9. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo của Việt Nam còn đốc thúc công ty công nghệ toàn cầu này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng đầy tranh cãi mà Việt Nam mới thông qua hồi tháng 6. Quyền Bộ trưởng là Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Facebook trên cơ sở kinh doanh thành công tại Việt Nam thì cũng nên dành một tỷ lệ doanh thu để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đồng loạt cho hay, một phát ngôn viên của Facebook nói trên Reuters rằng cô không bình luận gì về thông tin này. Theo nhận định của hãng thông tấn có trụ sở tại Anh, mặc dù Việt Nam có những cải cách kinh tế sâu rộng và mở cửa cho những thay đổi xã hội, nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn không chấp nhận sự bất đồng và kiểm soát chặt chẽ truyền thông trong nước. Các công ty công nghệ hàng đầu như là Google, Facebook, YouTube, mặc dù chống lại các điều khoản của luật an ninh mạng, yêu cầu phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, nhưng vẫn chưa đưa ra quan điểm cứng rắn đối với các điều khoản nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng, thưa quý vị. Chặn xe phản đối nhà máy rác ở Quảng Ngãi, 9 người đã bị khởi tố. Hôm 13 tháng 9, 2018, Công an huyện Đức Phổ, Tống Đạt quyết định khởi tố 9 người về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây tắc nghẽn quốc lộ 1A nhiều giờ. Đây là những người dân từ 25 đến 55 tuổi, hầu hết trong số đó là phụ nữ, ngụ ở xã Phổ Hạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và đều đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc kích động. Họ cùng cả trăm người khác đã chặn xe vào đêm 2 tháng 9 nhằm phản đối nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ. Theo báo Thanh Niên thì những người này đã làm giao thông tắc nghẽn hơn 4 giờ đồng hồ vì có đối tượng tung tin nhà máy rác Đức Phổ cho đổ bê tông lấp lượng rác tồn động phi tang. Tờ báo cũng cho hay trong vụ này một số người dùng đá tấn công lực lượng thi hành công vụ triển khai khiến hai công an viên đã bị thương. Theo luật Cộng sản Việt Nam, người bị khép tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, tức là khoảng hơn 2.147 đô la, hoặc có thể là phạt tù đến 7 năm. Bên cạnh việc khởi tố 9 người trong vụ này, theo báo Infonet, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định đối với một số cá nhân đưa thông tin sai lệch trên Facebook về hoạt động của nhà máy rác Đức Phổ nhằm kích động người dân, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một cuối tuần đầy an bình bên cạnh các người thân.